sao lại có chủ tịch như vậy chứ? Suốt cả cuộc họp chỉ biết cúi mặt rồi xin lỗi thôi hả? Không biết ông Diệt nghĩ gì mà lại để cho thằng nhãi đó lên làm chủ tịch tập đoàn. Nếu mà cho giám đốc Hậu thì có phải tốt hơn không? Cô chú chưa đi sao? Giám đốc Hậu, chúng tôi có việc cần bàn nhanh. Nếu mà công an khởi tố và điều tra cái vụ xây dựng trái phép á, thì cái việc trốn thuế á lại lòi ra. Con cũng có rất nhiều cái khó xử khi ở lại Đời Sinh, nghe những tin đồn thất thiệt về mình. Cho nên con muốn về Đời Sinh làm một cái gì đó cho trí bản thân mình, để khỏi mang tiếng là ăn bám em trai. Trương Kỳ Bác và chủ tịch quá cố là bạn hữu thân thiết, cho nên hy vọng là bác giúp đỡ cho cô ấy. Thật tình thì tôi rất ngại vì số tiền nợ cũ còn quá lớn và các cổ đông sẽ không đồng ý cho vay thêm nữa. Vì đã quá nợ 2 tháng rồi, tôi cũng hết cách rồi. Mình về đi cậu Vũ. Ở tôi ra. Anh này xỉn quá, nó điên rồi. Ê!